Bạn đã bao giờ suy ngẫm về sự tương quan giữa chủ nghĩa duy tâm và màu cứt mèo nhà bạn chưa? Nếu ý thức quyết định vật chất, liệu chú mèo nhà bạn có thể quyết định màu cứt của nó là màu vàng vương giả, màu đỏ cuồng nhiệt, màu tím thủy chung hay màu đen trang nhã? Nếu ý niệm về vạn vật vốn là cách để chú mèo nhà bạn nhận định về mọi thứ, liệu chú có đang cố gắng điều khiển các bó cơ mông để tạo ra những sản phẩm mà theo chú là có hình thù giống khuôn mặt của bạn? Nếu tất cả những gì ta thấy, ta sờ, ta cảm nhận chẳng qua chỉ là sản phẩm của ý thức, thì liệu bản chất của sự vật có thể nào chỉ toàn là cứt mèo hay không? Nói cách khác, mọi vật liệu trên thế giới chỉ là những hình thái khác nhau của cứt mèo, sinh ra từ cứt mèo, tồn tại song song với cứt mèo và dần tách biệt khỏi cứt mèo. Bạn hãy thử suy ngẫm thật kỹ về vấn đề này, nhìn từ góc nhìn này, đón nhận khía cạnh này để có thể nhận ra rằng bạn không lồn bó mẹ. Nhưng mà vẫn chưa khùng bằng Jin, nhân vật chính trong review súc vật ngày hôm nay. Kara Jin tự nhận mình là một nghệ sĩ và hắn coi cả thế giới, bao gồm cả mạng sống mọi người, chỉ là công cụ để hắn làm nghệ thuật. Hắn vạch ra những kế hoạch tinh vi, hắn luôn để lại dấu ấn, hắn mê đắm việc giết chóc. Những hành vi man dợ và biến thái trong mắt người thường, hắn lại coi là nghệ thuật thực thụ. Nhưng mà này, kiểu, ông đã bao giờ nghĩ đến việc đi làm YouTuber chưa? Phải lộn rồi luôn ạ. Nghệ sĩ còn cạc ra áo túi cơm vờ lờ. Sau nhiều năm lẩn trốn, Jin bị bắt giữ bởi hội Kinku. Và dù Z rất muốn kết liễu hắn, đại sư Kusho quyết định chỉ nhốt hắn vào ngục. Trong ngục, Jin không làm thơ cách mạng, cũng chẳng nhặt được bí kíp võ công và càng không hiểu được cách tư duy bình thường. Nên khi một kẻ nào đó lén bí mật thả hắn ra và chỉ cho hắn cách yểm ma thuật vào những viên đạn, hắn lại bắt đầu hành trình làm nghệ thuật của mình theo một cách sáng tạo hơn. Nhưng mà cũng không quá sáng tạo, vì cái nào cũng như cái nấy. Hiện trường luôn có 4 người, ổ đạn luôn có 4 viên, còn kẻ địch thì luôn 4 lù. Nhàm vãi lìn, thử cái gì đấy mới lạ như là Chon Mumu xuất hiện trong nhà vệ sinh xem nào. Jin, với cơ chế đạn 4 viên độc nhất, vốn đã là một cuộc cải cách trong lối chơi AD, mang đến cho người chơi những màu sắc mới, những chiến thuật mới, những sự ức chế đến cong cả mép lồn mới khi mà nhìn con đầu bùi rẻ rách này bị đánh đến bơm đầu mà nó vẫn cứ đứng nạp đạn, bị thụ mày yểm được ma thuật vào đạn nhưng quên yểm ma thuật vào não à, đi mẹ ngu thế nào bắn đi. Cõi đời này chỉ có 3 cái mà bạn không nên sợ và Jin sẽ đếm nó cho bạn. 1, 2, 3. Còn cái thứ 4 thì nó lại đáng sợ vãi cả lìn, vì đây là viên đạn gây sát thương to hơn gấp bội. Với những người chơi kỳ cựu, họ có thể dễ dàng can sát thương đòn này để có những pha tốc biến chết chóc. Jin còn có một chi tiết rất hay nữa, đó là khi nã đạn, bạn sẽ liên tục nghe Jin chửi đối phương là con phò. 4. Nhưng khi bạn bật chat lên chửi y hệt thì bị khóa mõm 10 trận, địt mẹ tuyệt vời và khéo léo như là Riot. Thực ra thì vậy cũng hợp lý, vì nếu gọi đối phương là phò, thì Jin tha hồ địt vào mồm chúng nó khi đã có trong tay bảng ngọc, bước chân thần tốc, vô cực kiếm, đại bác liên thanh, phong thần kiếm và ma vũ song kiếm. Với Q là cục smoke đéo nổ nhưng mà lại nảy, đóng vai trò như một công cụ rỉa máu tốt. W là nét vẽ kỳ quặc nhất mà tôi từng thấy nhưng lại có thể gây chói chân. Và E đặt những cái bẫy tuy nhìn giống nấm Timo nhưng lại có sát thương của Kama và tốc độ nổ ra chậm như là cách bạn tiếp thu kiến thức trong mắt giáo viên. Thì Jin có thể dọn lính tốt và có cả một chút khống chế để an toàn hơn khi đi lên. Ở mốc level 6, Jin có thêm ulti, sân khấu tử thần. Sau vài ván chơi thử thì đây là cái sân khấu có hình dạng méo mó nhất mà tôi từng thấy. Nếu đã tôn thờ sơ 4 thì đáng ra nên dựng một cái sân khấu có hình da vàng mới đúng. Điểm yếu duy nhất là tốc chạy tù tội của Jin cũng sẽ được khắc phục khi tiến vào late game, nhờ khả năng bứt tốc đến từ nội tại giúp bạn có thể rảo bước ở rìa giao tranh và lựa chọn vị trí nhả đạn. Bạn có biết trong giao tranh Jin khó chơi nhất khi gặp gì không? Là những tanker đúc full giáp, những Akali 70, những Kassadin 81 hay những Irelia 10 phút 3 đồ. Chứ còn mà 10 phút 3 gà thì game nó lại dễ vã lùn. Tao giải vô cái mỏ lồn của mày. Hãy pick ngay cho mình Jin để trở thành một nghệ sĩ đích thực, không bị bó buộc bởi những định kiến AD phải như này như nọ như lọ như chai, không ngại thể hiện cái tôi của mình ra thế giới và không có kỹ năng lướt khi bị ông Can bắt vì hất cùn. Hãy cố giữ khoảng cách với kẻ địch và để support cứu bạn, để mid cứu bạn, để dừng cứu bạn, để top tank cho bạn. Bạn đéo phải là mấy con AD nhăng nhít bao nhiêu ruồi hay tàng hình như bao cao su thế hệ mới. Bạn là Jin, bạn là gái xạ thủ với khẩu súng quái đản chỉ lắp 4 viên đạn trong ổ quay và tỷ lệ chế tác đạn xịn của bạn chỉ ở mức 25%, nhưng vẫn đủ để khiến địch khóc thét. Ông anh tôi từng nói như thế này, hoa hồng màu đỏ, cứt chó màu đen, bảo Jin không mạnh thì địt con mẹ em. Jin mạnh, vãi lồn, ông anh tôi bảo như thế, Jin mạnh, vãi lồn. Tôi hùa theo vì chính kiến của tôi là đi theo xu thế. Để tôi nói bạn nghe, sự thật này nên được ví với con lợn vì nó hay mất lòng,
và đó là sát thương của Jin lớn hơn cả khả năng Messi về Hoàng Anh Gia Lai và lớn hơn cả điểm thi đại học của bọn 2K2. Hãy nghe tôi, hãy chơi Jin trước khi nó ao con mẹ nó 18.